Cục Dự trữ Liên bang New York mới đây vừa cảnh báo trước tình trạng gia tăng vay nợ ở sinh viên. Với tỷ lệ trả nợ chậm sẽ ngày càng gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa những sinh viên có khả năng chi trả tốt và những sinh viên có ít khả năng chi trả nợ. Một bài phân tích mới đăng tại ở trên blog của Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy nợ sinh viên đang là một vấn đề lớn trong chi tiêu gia đình ở Mỹ, đặc biệt là đối với các gia đình không mấy khá giả nợ sinh viên chiếm đến 40% nợ hộ gia đình tại Mỹ. Thậm chí đối với các gia đình có thu nhập thấp, mức nợ sinh viên tại gia chiếm đến 47%. Trong khi đó, ở các gia đình khá giả hơn, nợ sinh viên chỉ chiếm khoảng 10% nợ hộ gia đình. Với tỷ lệ nợ sinh viên chiếm phần lớn trong gia đình, cộng với khả năng chi trả nợ chậm sẽ có nguy cơ dẫn đến bất bình đẳng trong tăng trưởng. Sinh viên đến từ gia đình có thu nhập thấp thường gặp các khó khăn trong việc trả nợ nhiều hơn so với các sinh viên đến từ các gia đình khá giả. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Fed New York, sinh viên nữ và các sinh viên dân tộc thiểu số cũng gặp khó khăn hơn trong việc trả nợ so với các sinh viên nam da trắng. Vùng lớn quẩn nợ nần cứ duy trì vì đa phần sinh viên nhà nghèo thường phải vay nợ mới có thể đi học được đại học. Sau khi tốt nghiệp lại phải đi làm để trả nợ. Chưa kể có nhiều sinh viên đi học nhưng lại bỏ giữa chừng khiến cho việc trả nợ ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, Fed New York cho biết dù nợ sinh viên là một gánh nặng lớn nhưng đây là khoản đầu tư sẽ giúp cho các gia đình tăng thu nhập bởi vì hiện tại những công việc được trả lương cao đa phần đều đòi hỏi bằng cấp tốt.